Xin chào mọi người nha. Đây có một bạn qua quay giùm để cho anh em coi hàng bên Nhật mình mới gửi về. Đây nè, anh em thấy tem Nhật không? Cái này là gửi địa chỉ nhà mình ha. Đây, cắt cái lớp này ra để tới một cái lớp nữa. Cái lớp này là vận chuyển cân nặng 8,4 kg nè. Đó, ở dưới một cái lớp nữa là cái đó, cái lớp tem ở dưới này là của Nhật sa dán nè. Thấy chữ Nhật không? Thôi khỏi khu cái này ra đi, cái này quan trọng hơn nè. Hồi hộp quá, đợi đồ Nhật về để mà xong cái con xe, chứ bữa giờ đâu có làm tới R6 đâu. Phải đồ về ấy, mình lên lên lần, chứ còn mở ra mở vô hoài không hay. Làm xe phải làm lần thôi. Rồi đọc và chờ đợi cha. Nè, người ta có những cái túi bằng không khí nè, rất là kỹ không đó. Còn người ta uống lại nè đó. Đây rất kỹ như này đó, mới chát chưa mở. Anh em nhìn đã không, keo còn luôn à đó, từng ngón ốc chưa mở à. Mình vô xe mà mình tốn kém lắm. Quan trọng là đồ gì, ví dụ như phục này á là phục new, mình nói em là đồ new chưa gắn. Anh em nhìn nè, chưa có dấu gắn dấu mở ốc luôn nè, thấy không đó, chưa ốc gắn chân luôn nè, anh em thấy nè, thấy không, bên trong là mới nè. Thì mình á, mình ví dụ như phục bên mình, anh em mua đồ bên mình, anh em ở xa hay gần thì mình không quan tâm vấn đề á, cái tình trạng sao mình nói vậy đó. Phục này chưa gắn xe, phục new nè, một cái lớp keo bên trong là khi anh em gắn vô nè, phải lấy cái này ra mới đẩy cái phục lên được ha. Đó, đây là cây thứ hai. Bởi vậy mình mới nói đau thận là vậy đó. Mình làm, còn anh em mà mua phục cũ bên mình á, phục nào mình nói mình làm rồi là mình làm rồi, còn phục nào chưa mở là mình sẽ nói chưa mở, chứ mình không có cái kiểu mà gian lận hay là xảo trá trong cái vấn đề mua bán nha. Mà phục bên mình làm lại rồi, mình anh em hỏi bao nhiêu phần trăm thì mình sẽ xác định bao nhiêu phần trăm bên trong có đẹp hay không luôn, chứ không phải mua mấy cái phục về bên trong mở ra chế cháo lum xài không được. Để trong nó hơi bụi nha anh em. Anh em nhìn nè, rất là mới ha. Đó, này con bạn mình nó quay chuyên nghiệp quá. Cục này là 220. Đó, đây chưa gắn ha. Này là cái bột nó dính nè, bụi dính đó. Anh em thấy chưa gắn. Chưa gắn xe. Anh em thấy chưa? Thì tập phục này luôn tiền tiếp về là hai mấy triệu tập phục này. Vậy phụ lên phục này cho nó đẹp không, lết hình lay, mình lên phục Olin thì nó hơi cực. Sang uống đâu, uống gì không, thôi cho sang ly nước cam đi. Sang uống gì này, mới uống nước cam xong luôn. Cam nữa đó, anh em thấy đồ bên mình gắn là đồ như vậy, mình thay đồ vô vậy. Và tại sao cái cốt nó cao, nhưng mà lúc ví dụ như cái xe R6 này á, thì mình chưa biết là lời hay lỗ để mình cộng lại tiền, nhưng mà giống như con ZX6 là mình lỗ chắc. Anh em cứ cộng đồ đi, và trong cái tình trạng như thế nào, ví dụ như cụm dây thắng mới nè, rồi vỏ mới, mọi thứ mới mà mình chưa chạy, anh em biết mà đó. Thì giống như con R6 vậy, mình up lên mình toàn xài đồ mới. Đồ mới để làm gì? Mình thích cái chữ chuẩn xác, đẹp và phải chuẩn xác. Thì cái đồ cũ á, mình mua mình
cái giá tiền này hai mấy gần 30 mình mua được cặp Olin cũ rồi, tại sao mình không chọn Olin? Tại vì cái phục đời này nó rất là ngon rồi, mà mình thay cái giá đó mình mua cái phục mới chạy nó sướng hơn. Dạ gì mình phải mua cái đồ cũ đúng không? Mình đâu có biết là bên trong như thế nào, người ta đã bán mình ta đâu mở coi đâu. Còn mình bán cho anh em, mình là cái chỗ mà làm đồ, mình đâu có chạy được, mình đâu có nói tôi không biết, tôi mua sao tôi bán vậy được, không phải. Cho nên lúc vì sao mình luôn rõ ràng với khách hàng là như vậy. Anh ơi, phục này là phục zin chưa làm. Đó là phục này phục zin chưa làm. Anh ơi, phục này làm lại rồi. Đó thì bên mình làm lại là từ xe tai nạn nó bị cong nhẹ thì mình ép bỏ lại. Nếu mà ti nó nhẹ thì ép lại ti, còn bình thường là mình sẽ thay ti mới. Đó. Còn đây đồ mình gắn lên xe, anh em thấy mới. Tại vì đó cực kỳ đẹp luôn, anh em thấy không? Chưa có gắn lên xe luôn nha, phục này phục new nha. Đó. Cái giá mình mua thì nó vậy thì đã mình đã thấy rẻ lắm rồi. Một cặp phục nhưng mà mình đang mua như vậy là rẻ lắm rồi đó. Không có phục nào rẻ hơn đâu anh em. Thà chơi phục mới. Còn mà phục cũ anh em phải biết nó như thế nào ha. Rồi, thì để ở đây. Chuẩn bị gắn. Đó. Còn một cái bộ cổ bô ZX6 nữa mà không thấy ta. Về cũng lấy về 3 thùng. Mình mua đồ mình chịu mua lắm. Vô đồ nó chuẩn thì cái xe nó mới chuẩn được anh em. Cái xe R6 này mình làm xong chắc test mình nhắm chắc tầm 280 mấy rồi nha. Không được 299 tại mình đi xe zin mà. Đó, đây chuẩn bị gắn lên, nhìn nào mình gắn lên xong á mình quay cho anh em một cái clip full. Còn bữa giờ mình chưa làm gì hết, mình đợi đồ nó về á. Đây em lấy xong thì em lấy toàn đồ mới ra tới Z xong mình sẽ quay cho anh em một cái clip thành phẩm ha. Tại mình thấy gắn cặp phục này lên nó bị chổi xe lắm, phục này phục cũ mà. Đó thì anh em nào mua phục này thì bán rẻ lại cho. Phục này là mình đã thay phốt, thay dầu rồi hết rồi. Phục này nó không bị xì luôn, nhưng mà mình định gắn tạm. Nhưng mà mở ra mở vô hoài nó phiền lắm. Cho nên là mình quyết định là không gắn, mình đợi phục về gắn luôn. Cái này để bữa giờ nó bụi nè anh em. Nó bụi, để bữa giờ này. Để mà bụi luôn. Thì để mình gắn lên xong hết rồi mình quay cho anh em coi cái thành quả ha. Rồi nó sẽ như thế nào. Mình sẽ đi lại gặp heo ha. Đi lại heo. Rồi cảm ơn anh em. Mong hẹn là gặp clip sau. Anh em làm xe ủng hộ mình. Mình có vận chuyển xe tại nhà, sửa xong rồi giao nhận tại nhà. Đó, và làm cái gì cũng có bảo hành và có hóa đơn cho anh em. Xuất được hóa đơn đỏ luôn nha. Bên mình làm xe xuất được hóa đơn đỏ. Đó thì và bên mình có nhận mua xe tai nạn. Anh em nào bán xe tai nạn thì cứ liên hệ mình. Bao nhanh gọn kín đáo, mình làm việc rất là nhanh lẹ. Cảm ơn anh em nhiều.